Thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước. Tính tới 18 giờ ngày hôm nay 11 tháng 1, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh vào Việt Nam. Tính đến 18 giờ ngày 11 tháng 1, Việt Nam ghi nhận thêm một ca mắc COVID-19 mới là ca nhập cảnh đã được cách ly ngay, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 1.515 ca. Trong đó, số ca điều trị khỏi hiện là 1.361 ca, số ca còn đang điều trị là 119 ca, số ca tử vong là 35 ca. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 17.471 người.